đây là kho cái cạnh nhá, tại Đà Lạt. Lái lượn nào. Nhiều loại nhỉ. Đây. Nhiều loại lắm nha. Trông như thế này muốn sống hả chị? Cái đó là cái gì vậy chị? Đà Lạt. Dạ. Dạ, thì mở một cái shop ở bên đó ấy. Có thông tin ở trên group á. Dạ, 3 giờ liên hệ. Tìm đường gần nhất. Xa quá. Cái này cũng phải cây hả chị? Cái này cũng phải cây hả? Cây chứ. Cây gì đây anh? Đang cấy. Cấy như này này. À, kiểu là như vậy hả? Sao nó tốt hơn giống như này không chị? Đây là hà mà phải không? Đây chính là một cái kho cây cảnh rất là lớn tại Đà Lạt nha các bạn. Nếu anh em hay muốn mở đây, người ta đang dùng cái này để này các bạn, người ta đang dùng cái này để trồng nha. Nhiều quá nhiều.